hôm nay mình và bé anh Khôi sẽ diễn bài khởi quyền của Vũ Kịch Việt Nam các bạn. Bài quyền này gồm có 5-3 động tác và bài khởi đầu của võ cổ truyền Việt Nam. Bây giờ mình và anh Khôi chuẩn bị biểu diễn nha các bạn. Chuẩn bị không? Chuẩn bị. Nghỉ. Nghỉ. Giao. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Xa xôi ta về đây sum họp một nhà, nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long quân Âu Cơ anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng. Bây giờ mình và bé anh Khôi sẽ phân thế ba thế của bài khởi quyền nha các bạn. Mình quýnh động tác thế là chậm các bạn. Bạn xem thấy thích thì các bạn đăng ký và like ủng hộ cho bé luôn nha các bạn. Chuẩn bị. Quýnh. Động tác cho mình. Người ta thường vừa quýnh là mình né người qua. Là cái tay mình gạt đỡ qua các bạn. Là bắt đầu mình xoay qua, mình giật cầm cổ tay mình xoay qua. Bẻ ra. Đó, động tác mình dịch nghịch mạnh ra các bạn. Sau đó mình dùng tay trái mình bước lên đạp xuống. Bạn nhìn nha. Thế thứ hai. Chuẩn bị. Đấy. Động tác mình bước thẳng lên con. Đó. Động tác mình vừa gạt nha. Gạt là mình né người qua, bắt đầu là cũng chụp cổ tay nó mình dặn xây xây qua đầu tay này á, mình hắn tay tái mình hắn dài xuống rồi mình đá cho phải lên. Các bạn nhớ mình đá bằng ngủ bằng chân này các bạn, đá ngủ bằng chân lên. Thế thứ ba, thủ đánh nó thẳng con là mình đó, có hơn vừa đánh mà mình cái tay mình đỡ qua, thấy không? Ở tay mình cầm vô là mình dặn nè. Động tác này mình hai tay mình dặn tay của người ta, mình lôi cái người sát vô là quýnh. Đó, mình dùng gối mình đánh vào nách của người ta các bạn. Bây giờ mình đã phân thế ba thế đối kháng của bài quyền vừa xong. Thôi mình xin chào các bạn nha. Anh Khôi chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.